Gạo J02 Suối Yên, đặc sản xã Mường Mìn. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, năm 2024, xã Mường Mìn lựa chọn gạo J02 Suối Yên để tham gia chương trình, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương. Với mục tiêu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả từ sản phẩm lúa gạo, năm 2021, lần đầu tiên xã Mường Mìn đưa giống lúa J02 vào trồng thử nghiệm tại Bản Triềng với tổng diện tích 5 ha. Nhận thấy tiềm năng từ giống lúa này, cán bộ và nhân dân xã Mường Mìn đã mạnh dạn nhân rộng mô hình tại 5 trên 5 bản và được bà con nhân dân hưởng ứng. Với đặc tính nổi trội là giống lúa thuần dòng Saponica, J02 có thời gian canh tác ngắn, có chiều cao trung bình từ 95 cho đến 105 cm, hình cây gọt, nhánh đẻ nhiều, gốc lá hẹp, cứng cây và chịu được sâu bệnh, nhiệt độ khắc nghiệt tốt, không có tồn dư của các chất hóa học do thời gian từ lúc trồng đến lúc thu hoạch. Các hộ dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Do vậy, đây là giống gạo sạch, đảm bảo các tiêu chí an toàn thực phẩm cho người sử dụng. Năng suất đạt trên 60 tạ trên ha, giá trị thu nhập cao gấp 1,5 đến 2 lần lúa thường. Chất lượng gạo thơm ngon, dẻo, đậm đà, nhiều chất dinh dưỡng, được nhiều người ưa chuộng. Năm 2021, giống lúa J02 bắt đầu được trồng thử nghiệm tại Bản Triềng, xã Mường Mìn. Qua đánh giá, nhận thấy giống lúa J02 rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Đến năm 2024, được bà con trồng nhiều và cho năng suất, chất lượng gạo rất tốt, đem ra thị trường được người tiêu dùng ưa chuộng. Qua chương trình xây dựng nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm, xã Mường Mìn quyết định lấy thế mạnh gạo J02 Suối Yên làm sản phẩm OCOP, tạo đòn bẩy cho sự phát triển nông nghiệp ở địa phương. Luôn tuân thủ các quy trình sản xuất từ bón phân, phòng trừ sâu bệnh để tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Gạo J02 hạt thon màu trắng sáng và có hương thơm nhẹ. Khi nấu tỏa thơm tự nhiên, gạo cho cơm ngọt, dẻo, hạt cơm kết dính với nhau để nguội cơm vẫn mềm nên được người tiêu dùng ưa chuộng và sử dụng nhiều. Có thể khẳng định, việc xây dựng gạo J02 Suối Yên là sản phẩm OCOP, làm đòn bẩy để bà con nhân dân xã Mường Mìn tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.